Dù sao con cũng ly hôn được 2 năm rồi, mà anh Tùng đối xử với con rất tốt nên con... Bố nói rồi nhá, không là không, rõ chưa? Anh đến đây làm gì? Anh đến đây để xem vợ cũ anh dạo này sống như nào. Con chào bố ạ. Ừ, về đây con. Bố ơi, con có chuyện muốn nói ạ. Có cái chuyện gì thì nói luôn đi, thì sao nó cứ ngập ngừng như thế? Chuyện là con với cả anh Tùng tìm hiểu nhau một thời gian nên chúng con quyết định cưới nhau ạ. Hả? Lại cưới? Ôi trời ơi, con ơi, chứ mày một đời chồng rồi mày chưa chán hay sao mà mày lại đòi cưới? Hả? Thử hỏi là đàn bà con gái mà hai lần đò chỉ ra cái thể giống gì nào? Thế mày có định để cho bố mày ngước mắt lên để nhìn thiên hạ nữa không? Dù sao con cũng ly hôn được 2 năm rồi, mà anh Tùng đối xử với con rất tốt nên con... Bố nói rồi nhá, không là không, rõ chưa? Bố ơi, bố nghe con nói thêm nữa ạ. Sao mày nói nhiều thế nhỉ? Tao nói rồi nhá, mày mà rước thằng đấy về nhà thì đừng có nhìn mặt tao nữa. Bực mình. Bố, bố ơi. Anh định đưa cô ta về đây đấy à? Anh có coi vợ con anh ra là gì nữa không? Không phải việc của cô. Anh định đi đâu? Anh cứ thử đưa cô ta về đây xem nào. Khốn nạn! Mày vừa nói cái gì? Hả? Trong cái nhà này mày không có quyền lên tiếng, nên đừng nghĩ mình là mẹ thiên hạ, nghe rõ chưa? Giờ vào trong nhà dọn đồ rồi cút ra khỏi nhà cho tao. Bố ơi, bố ơi, bố ơi, bố. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Bố ơi, con với cả anh Long quyết định ra tòa rồi ạ. Cái gì? Ra tòa? Ôi trời ơi, con ơi, vừa mới gả mày đi có một thời gian, thế mà bây giờ đã bị nhà chồng đuổi về nhà bố đẻ thế này à? Thôi chết rồi, hay là mày đã gây ra chuyện gì? Không phải đâu ạ, là do anh ta. Anh ta làm sao? Anh ta làm sao? Có thế nào ấy thì nó cũng là chồng mày hả? Mình là đàn bà con gái thì phải biết nhịn chồng chứ. Đây lại thế này là thế nào hả? Nhưng mà anh ta. Anh ta cái gì mà anh ta? Hả? Vợ chồng ấy thì nó như chồng bát chồng đĩa ấy, cũng phải có cái lúc nó xô xát. Hả? Thì lựa lời mà giải quyết. Đây mới xảy ra một tí chuyện, mày xách túi bỏ về nhà bố đẻ. Mày quay lại nhà chồng xin lỗi nhà chồng ngay. Con xin bố, con với cả anh ta không thể quay lại được với nhau đâu ạ. À, mới xảy ra có một chút chuyện thôi mà mày dám bỏ về nhà bố đẻ như thế này thì tao còn dám ngước mắt để nhìn hàng xóm láng giềng nữa hay không? Mày quay lại nhà chồng xin lỗi gia đình nhà chồng ngay. Không được đâu bố ơi. Tại sao lại không được? Tao kỳ báo cho mày biết nha,
Mày mà không xin lỗi nhà chồng nhá thì mày đừng gọi tao là bố nữa. Mày đừng về đây nhìn mặt tao nữa. Cút ngay. Bố ơi, bố. Đi ngay. Bố gọi cho con. Bố ơi. Bố. Bố ơi. Mày còn ngồi đấy để giả vờ ăn vạ à? Đứng dậy mau! Đi ơi! Đi! Ôi con ơi! Ly ơi! Làm sao thế này? Ôi trời! Em để anh làm trong. Thôi, anh cứ để em làm được mà. Em nhớ không được làm việc quá sức đâu nhá. Em biết rồi. Vợ cũ dạy có vẻ khấm khá quá nhở. Anh đến đây làm gì? Anh đến đây để xem vợ cũ anh dạy sống như nào. Mà lại còn nghe nói vợ cũ có tình mới. Anh tò mò anh qua xem á. Kệ anh ta đi em. Ôi, việc của mày à? Anh không nói được gì tử tế, đi đi. Ai à? Bênh nhau gớm nhá. Ăn lại đồ thừa của tao, tỏ cái vẻ tử tế đấy à? Thứ nhất, cô ấy không phải là món đồ. Và thứ hai, cô ấy không phải là đồ của anh nữa rồi. Bênh vực nhau căng đấy. Tôi cứ tưởng cô bỏ ngày sau phải tìm được thằng nào khác ngon lành hơn. Tưởng sành sứ thế nào, hóa ra cũng chỉ là cái loại đất sét. Anh ấy tốt hơn anh gấp vạn lần. Còn cô ấy, cái loại đàn bà lăng loàn, vừa mới bỏ chồng có 2 năm đi cặp kè với thằng khác, chỉ có là cắm sừng chồng từ trước mà thôi. Này, anh em nói cho cẩn thận, tôi không cho phép anh xúc phạm Ly như thế. À, tao thích thế thì làm sao? Mày tưởng nó tốt đẹp lắm à? Tốt đẹp thì nó không bị tao đuổi tống cổ ra khỏi nhà nhá. Còn nếu mà mày thích ý, thì mày cứ nhặt lại cái rẻ lau, mang về mà dùng lại. Này, anh nói ai là rẻ lau? Tưởng ai hóa ra bố vợ. Bố đến trả lịch sự gì cả. Trả báo với bọn con gì cả. Này, thứ nhất là tôi không phải là bố vợ anh. Rõ chưa? Thứ hai ấy, tôi cũng chẳng cần phải lịch sự với cái loại vớ vẩn như anh. Tưởng bố đến đây làm cái gì? Hóa ra bố đến để giúp nó đến cả cái thằng rẻ sách này. Anh bảo ai là nó? Con chó ấy, nó phải có đuôi. Con người thì cần phải có liêm sỉ, rõ chưa? Giờ thì tôi đã hiểu tại sao con gái tôi nó cứ nằng nặc nó nhất quyết đòi bỏ anh. Thôi, ở đây không có ai đón tiếp anh cả, mời anh đi cho. Từ nay anh đừng đến đây để làm phiền gia đình chúng tôi nữa, rõ chưa? Còn chưa đi à? Có cần tôi phải gọi dân phòng không? Hai người nhớ cái mặt tôi này. Đúng là cái loại bố nào con đấy. Không thể chấp nhận nổi cái thứ người. Con gái, con không việc gì phải buồn vì cái loại vớ vẩn này cả. Giờ thì bố tin vào sự lựa chọn của con rồi. Chỉ cần con hạnh phúc là bố vui. Nhưng mà bố nhắc nhá, bất cứ một thằng đàn ông nào mà ruồng rẫy đối xử tệ bạc với con thì con phải bỏ ngay. Về với bố, bố sẽ lo cho con. Bố yên tâm, con sẽ chăm sóc cho bố thật tốt. Nó khổ nhiều rồi, bố tin tưởng giao nó cho anh. Anh đừng làm điều gì để bố thất vọng nhé.